Hello everyone. Welcome to our English class, Family and Friends National Edition, Grade 1. My name is Miss Hương. Today, we are going to learn the unit starter. Lesson 1. Cô Hương xin chào các bạn đã đến với lớp tiếng Anh 1, Family and Friends National Edition. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài học đầu tiên, Starter. Bài 1. Are you ready? Let's start. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Nào chúng ta bắt đầu nhé. First of all, now stand up and sing a song together. Đầu tiên, cô Hương mời các bạn cùng đứng lên và chúng ta sẽ hát một bài hát để khởi động nhé. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. Hello, 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 how are you? 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 Okay, thank you. Now everyone, sit down, please. Cô mời các bạn cùng ngồi xuống nhé. Today, we will learn how to greet people. When you meet someone, what do you say? We will say hello. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài học về chào hỏi nhau. Khi bạn gặp một ai đó thì chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta sẽ nói hello. Now listen and repeat. Các bạn lắng nghe và lặp lại nhé. Hello. 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 Very good. And this one. Look at this picture. Do they say hello? No, I don't think so. They will say goodbye. Các bạn hãy nhìn vào bức tranh này. Có phải họ nói hello không? Không, họ sẽ nói là goodbye. Goodbye. Now listen and repeat. Goodbye. Goodbye. Khi chào tạm biệt nhau thì chúng ta sẽ nói goodbye. Very good. Now, next, let's look at these pictures. With the first picture, what would they say? Good job. They say, hello. Bức tranh đầu tiên, các bạn hãy nhìn vào bức tranh đầu tiên nhé. Hai bạn nhỏ này gặp nhau thì sẽ chào nhau là hello. And this one, they say goodbye. Good job.
Và khi chúng ta chào tạm biệt nhau thì chúng ta sẽ nói goodbye. Listen and repeat after me. Các bạn lắng nghe và lặp lại theo cô nhé. Hello. Goodbye. One more time. Một lần nữa nhé. Hello. Goodbye. Now, next one. Do you know their names? We will see these three children throughout the lessons in this book. Now, let's find out their names. Các bạn nhìn vào những bức tranh này, các bạn có thể đoán được tên của họ là gì không? Nào, bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu tên của ba bạn nhỏ này nhé. Look at this girl. Who is she? Các bạn nhìn vào bạn nữ này. Cô ấy là ai? Rosie. Rosie. Now listen and repeat. Các bạn lắng nghe và lặp lại cùng với cô nhé. Rosie. Rosie. Excellent. How about this boy? Còn bạn nam này thì tên gì? Tim. Tim. Now repeat. Tim. Team. Good job. How about the little boys? What's his name? Còn bạn nam nhỏ này tên gì? Các bạn có thể đoán được không? Billy. Billy. Okay, repeat. Billy. Billy. Good work. Okay, now we know their names. Rosie, Tim, and Billy. Và bây giờ chúng ta đã biết được tên của ba bạn nhỏ này rồi. Có đúng không nào? Rosie, Tim và Billy. Now let's listen and repeat. Các bạn hãy lắng nghe và lặp lại nhé. Rosie. Rosie. Tim. Tim. Billy. Billy. Listen and repeat. One more time. Rosie. Rosie. Tim. Tim. Billy. Billy. Very good. Okay, now let's listen and chant together. Now, bây giờ các bạn hãy lắng nghe và chúng ta sẽ lặp lại các cái từ mới theo nhịp điệu cùng với nhau nhé. Rosie. Rosie. Tim. Tim. Billy. Billy. Rosie. Rosie. Tim. Billy. Billy. Hello. 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 Goodbye. 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 Okay, that's the end of the lesson. Remember to say hello and goodbye when you meet someone. Bây giờ là đã kết thúc bài học của chúng ta ngày hôm nay. Mà các bạn hãy nhớ nói hello hoặc là goodbye khi chúng ta gặp gỡ
hoặc là chúng ta chào tạm biệt nhau nhé. It's time to say goodbye. Goodbye everyone. See you next time. Đã đến lúc cô Hương nói lời tạm biệt các bạn rồi. Chúng ta sẽ gặp lại vào bài học tiếp theo. Let's listen and sing the goodbye song. Các bạn và cô Hương hãy cùng nhau chúng ta hát bài hát chào tạm biệt nhau nhé. Bye, 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 goodbye. I can clap my hands. I can stamp my feet. I can clap my hands. I can stamp my feet. Bye, bye, goodbye.